Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đợt vừa rồi đấy thì các bạn ở trong nông trại cũng khá là vất vả về cái công việc á mọi người. Hôm trước thì Mimi cũng có hứa với các bạn ấy là làm một cái bữa tiệc ấy để cho bồi dưỡng thêm cho các bạn, nói chung là để mà xả stress trong cái đợt lao động nặng nhọc vừa rồi ấy. Nhưng mà do cái đợt này thì Mimi cũng đang bị mệt nên là không thể làm tiệc cho các bạn được ấy. Thì hôm nay mình cũng xuống đây sớm để mà mình nấu cho các bạn một bữa cơm động viên thôi. Còn khi nào mà Mimi khỏe lại rồi thì đích thân Mimi sẽ nấu cho các bạn ấy một bữa tiệc. Lúc đấy thì sẽ tổ chức cho nó hoành tráng hơn một chút đó mọi người. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ nấu cho các bạn ấy là một món ăn bình thường như là bao bữa cơm ở Việt Nam thôi. Đó là món cơm nấu với cả là cá ngừ kho rím với dứa mọi người. Đấy. Ở ngoài ra thì mình sẽ lấy cái đầu cá ngừ ấy mình nấu thêm cho các bạn ấy là cái món canh chua nấu với cả cái lá chua mé. Đấy. Ok, ok. Đấy. Ok. Bà rơi. Dạ ta. Dạ ta phải traze, traze. Hola, chis acabado, estoy la batse. Traze, traze. Mình thì mình tính là nấu cái cơm giống như kiểu Việt Nam mình là chỉ có bỏ gạo không vào nấu cơm trắng ấy, nhưng mà ở bên này là các bạn nấu cơm thường là các bạn hay bỏ là cho nó mau me mọi người. Ở đấy thì các bạn ấy là phi hành này, phi hành tây rồi táo với cà chua để tạo ra cái màu cho nó đẹp ấy. Xong rồi bắt đầu mới đổ cái gạo này vào này. Gạo thì mình có mua ở đây rồi. Hôm nay thì chỉ có 10 bàn đi làm thôi, kiểu mất 3 bàn, nhưng mà mình thì mình đưa gạo lên đây rất là nhiều luôn. Ở đây là có tầm độ 7 ký mọi người. Gạo này thì mình sẽ đổ trực tiếp vào trong này để cho cả bàn này đảo đảo xong rồi sau mới đổ nước vào mọi người ạ. Isso vai meter mais no fogo. Meter mais no fogo, primeiro na feira, depois meter no fogo, depois meter água. À vâng này. Đấy, món này bữa nay là cho bà dưới đạo diễn này. Ôi giời, bà dưới có gì nha gì chưa? Bố món cuối đu cây mỏi á. Đấy, như đây chẳng hạn ở đây là sẽ đảo như thế này này để cho nó ngấm dâu á mọi người. Ngấm dâu với cả là các bạn sẽ bỏ muối vào trong này, một chút muối ấy. Đấy, bây giờ là có cái màu hơi cam cam này này. Jessica Aco đi. Bonito né? Fica já tipo tá pronto já. Tá pronto. Ê. Cati ngày hôm nay cho Cati phụ việc thôi. Hey, nào có mấy issue. Yeah, Suzu, depois tio da coisa lá. Tá papito lá. Hã? Depois da sapatito lá. Cười. Đấy. Đấy, để cho bạn bắt giới chuẩn bị chỗ này. Cá thì mình cũng có mua ở đây rồi mọi người này. Cá thì có lẽ là mình sẽ nhờ bạn Cati làm. Cati. Ajuda a fazer coisa. Fazer peixe. Sabe fazer? Biết làm không? Sabe fazer? Sim. Đấy. Você fazer só depois eu vou cortar, yeah? Cortar com meu cortar. Mình sẽ chuẩn bị một chút về nguyên liệu rau củ á mọi người. Hôm nay mình cũng muốn là làm cái món chuhao xào với cả cà rốt đó mọi người. Xào không thôi. Đấy, món xào đấy thì có lẽ ở đây thì các bạn cũng chưa được thưởng thức cái món chuhao nên là hôm nay mình quyết định là mình cũng sẽ nấu củ chuhao xem thử coi là các bạn ăn có cảm nhận như thế nào ấy. Ok. Ok. Dạ. Fazer já, cozinhar já, yeah? Você controlar, ah. Sim. Ôi, im này, chút nữa mẹ đi làm đâu, nấu ăn nghe chưa? Đấy. Ngày hôm nay thì các bạn ấy vẫn đang tiếp tục cái công việc là nhổ cỏ mọi người, nhổ cỏ phía sau kia kìa. Nhổ cỏ và một số bạn thì lại đang tiếp tục làm đất ở phía khu vực phía bên chỗ mà mình trồng cà đấy. Ở phía bên này thì mình sẽ đưa cái giống cà chua ra trong ở phía bên đấy luôn. Cà chua ở bên này thì nói chung là bán được giá mọi người, thì mình cũng muốn là trồng nhiều nhiều cà chua một chút để mà có cái sản phẩm bán ra để có cái thu nhập còn trả lương cho anh em nữa ấy. Thì đợt này thì ở trong nông trại mình cũng chưa có cái gì để mà thu nhập ấy. Đây để mình đi để rào ra ngoài này một chút xem thử coi là các bạn làm tới đâu rồi nhá. Ngày hôm qua thì các bạn cũng đã làm cỏ ở chỗ này rồi mọi người này. Cỏ và bây giờ là cũng phủ một cái lớp mun cưa này lên này. Đấy, nhìn đi nó sạch sẽ rồi đấy.
củ mun cưới như thế này là khi mình tưới cái đất nó này nó giữ được ẩm lâu á mọi người. Chẳng hạn như bây giờ là đất nó vẫn đang còn ẩm này, ẩm xuống tận sâu dưới này luôn này. Đấy. Như thế này mình phủ như thế này là nó ok hơn. Còn những cái chỗ mà mình chưa kịp phủ ấy thì nó nắng thì đất rất là khô luôn. Ở đây thì tại vì là có cả cây hành ấy nên là làm phải cẩn thận đó mọi người. Đào thì cứ sợ là đào trúng cây hành thôi. Manuel. Hola, xin chào các bạn, tôi là Manuel. Cuidado. Sí, sí, sí. Esforço lên ba su tira ba con đề lấy. Sí, sí. Aquí en ese lado ve poco cebolla, ¿no? Sí, sí, en ese lado aquí veo poca cebolla. Ở chỗ này chắc là bữa trước nó cũng nắng quá mọi người nên là cái cây hành tây nó không lên được. Mình là mình cũng muốn là trong cái thử nghiệm xem thử coi là hành tây trong ở cùng với cả cái bắp cải này nó có tốt hơn hay không ấy. Chứ thực ra thì mình cũng đã thử nghiệm trong cái hành tây trong riêng lẻ với hành tây rồi nhưng mà không có được rồi mọi người. Tại đất bên này nó kiểu như đất nó không phù hợp ấy. Đợt này thì mình cũng muốn là trong xem thử qua bên cái khu vực này xem thử có thổ nhưỡng nó có được hay không này. Với cả là trông sen kè vào cả cái bắp cải như thế này xem có là trông sen khánh nó có tốt hơn hay không ấy. Đấy. Nhưng mà khả năng là nhìn mau cũng tay cơ mọi người. Đấy, ở bên kia thì hôm qua cả bạn cũng đã làm xong đất ở đấy rồi. Mà lên luồng lên đô đẹp rồi đấy. Chỉ có chờ mình là bừng cái cây cà chua ra để trông nữa thôi. Carica tại. Carica thì hiện tại là đang làm đất ở cái khu vực phía bên kia mọi người. Ở bên kia trước là mình cũng đã có cho cả bạn ấy làm đất rồi, làm để trồng cà pháo ấy. Nhưng mà cà pháo cái đợt đấy nó mình trồng cái lửa mới ở chỗ kia nhưng mà nó thấy nó không lên ấy, nên là mình cũng dừng lại, mình không có trồng tiếp. Đấy. Bây giờ thì cải tạo những cái luống đấy lại để mà mình trồng cà chua ấy. Chef, hoy vamos a hablar con Chef Planoy. Ya tira cenora. Planoy. Você de tira, mas não leva faca para cortar. Primeiro corta aqui ainda. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành gọi là hái ít cái rau thơm ấy mọi người. Rau thơm để chút nữa vào mình nấu ấy. Thì bên này có ít chua me này. Hay những cái cây chua me phía bên chỗ cái những cái luồng mà mình đã cho trong cái diệt chuột ấy. Đấy, ở bên đấy thì chua me nó đang còn tưới mọi người. Đấy vậy, cột ta. Cột ta con phong mê ta cái lấy điêu cột ta á. Đấy. Cắt một ít cái hành. Cebola bên gran này nè. Tá bom. O Antonio Tenque. O Antonio está con cobra seca en no brazo. Cobra seca es que cobra come. Nada. ¿Eh? Eso a mí me soy inflamado. Se la mão fica encima bien inflamado. Y comienza a dar vuelta de dolor. Đấy, mà Antonio hiện tại là đang bị kiểu như sưng tay á mọi người, sưng tay nhưng mà không biết là bị gì. Đấy, sưng tay thì các bạn ở bên này gọi là cobra seca, tức là cái từ lòng là giống như kiểu là rắn nó, con rắn khô nó cắn ấy, kiểu gì đấy mình cũng không rõ cái nghĩa của cái từ này. Nhưng mà theo như mình thì có lẽ là đang bị viêm ấy mọi người, viêm hoặc là viêm cơ hoặc là viêm cái gì đấy. Ngày hôm nay thì bạn ấy cũng xin mình là về trong thành phố ấy, về để đi khám. Nếu mà tình trạng mà tay nó sưng to quá thì phải để cho các bạn ấy nghỉ ở nhà ít hôm ấy. Rồi, seca seca. Sabe que? Você também vai aqui. Vai para aqui. Vai tirar isso, depois eu cozinhar isso, vou comer. Né? É. Isso. É. Aí que lá, chumé, né? Vai no canho, né, mangue? Escolha é bom, né? Sim. Aquele dia você fala, quero tentar isso hoje, cozinhar. Câu được là được thấy
cái chua me ở bên này thì nó rất là chua mọi người ạ. Mình cái này đây chắc là mình phải thêm thắt cái gì vào ấy, chứ còn nấu mỗi chua me thì nhiều quá sợ nó chua. Isso muito azedo. Azedo? É só pra ver, tirar água. Vou ficar muito, ficar bom. Hã? É isso aí, o primeiro cortar, pra ver água. Pra tirar aquele que tá ficando tipo zene. Yeah. Đấy, mình chắc từng này rau là đủ mọi người, mình sợ chua quá ấy, các bạn ăn không được. Đấy. Mình hái thêm một ít cái gọi là thi la ấy. Cái thi la này thì nấu với cá là quá hợp luôn ấy. Cái chu xì ra bên này. Xì ra bên. Né. Cái chu cozinha com coisa muito bom, com peixe. Isso assim ele é quando meti isso na temaia que ele eduque, será do peixe, tá vendo? Tipo folha de loja. Aqui tem isso? Isso aqui, aqui? Nada, não tem. Não tem? Angola e tudo coisa, não tem. É. Thơm, é. Thơm. É. Será bem, né? Será bem. Isso chama thila. 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 Lê, thila. 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 Thila, não é thila. Thila é que? Thila. La. La. Thila. Thila. É. Từng này có lẽ là đủ rồi đấy. Nhiều rồi đấy. Vamos. Aqui chega. Tiếp theo là mình sẽ đi thu hoạch cái đi nhổ một ít củ cà rốt với su hào mọi người ạ. Cà rốt với su hào thì hôm nay mình sẽ xào cho các bạn ăn. Vamos arrancar a coisa. Cenoura. Cenoura com su hào. Sabe su hào? Su hào é quê? Su hào. Esse. Aquele? Claro, você escolhe qual é grande, já? Claro, của mình thì khả năng là cũng chuẩn bị nhổ bán được rồi mọi người. Đợt vừa đâu đấy mình có nhổ một ít về để mà ăn đấy mọi người. Thì nó cũng khá là to ấy. Đây à. Ôi trời ơi. Bên đu rồi xin. Đấy. Đấy. Ui. Đây. Gắn đi. Đấy. Bữa nay là nó to như thế này rồi mọi người này. To hơn cả cái cổ tay của mình luôn đấy. Này. Partiu? Partiu já faca cavalo, já. Cái đợt đầu tiên mình trông ấy thì là nó kiểu trông dai quá ấy, nên là củ nó nhỏ. Còn cái đợt này là mình trồng sứa ra ấy, củ nó rất là to luôn. Mình còn tưởng là cái giống khác ấy, nhưng mà đúng là cái giống đợt trước ấy, giống năm trước mình có trồng ấy. Đây này, mà dưới đâu là một củ ấy, đứt rồi. Đu ra pha ca. Không suy nghĩ. Đây. Đất mình tưới liên tục, ngày nào cũng tưới này, nhưng mà nó cứng lắm. Vai buscar a faca. Mấy củ này nó to quá, nó chẹt với nhau hay sao ấy, nên nó khó đau lắm. Đấy.
Chờ ông lấy được dao ra mình nhổ xong rồi. Ele é assim, por isso é difícil para arrancar. O peixe é grande. É. Não grande porque aqui estava junto. Aquele dia mete junto, muito junto, tá vendo? Então ele fica pequeno. Separado ele é grande. É com o netchak to, né? Mình thấy cái thân nó to lắm. Ui, bật dưới này. Đấy, đứa con gãy ở mất chỗ này một đoàn này đấy. Bật dưới này, đá phát cam. Grande, né? Chỗ này là đang con gãy. À, anh đã bắt tiêu aqui. Ừ. Đấy, con gãy to đấy. Chega, chega ra, cota ra folha. Thế thôi, từng này mình xào thì là đủ rồi đấy. Còn có cả su hao nữa ấy. Tiếp theo là sẽ cắt một ít củ su hao mọi người ạ. Su hao nhà mình thì bữa nay nó cũng có một số củ nó to ấy. Này. Cái chỗ này là chỗ bữa trước các bạn ấy đốt kiểu như đốt ở đây để đốt kiến nó vào ấy. Bây giờ nó chảy hết lá đây này. Isu grande, escolhe grande á. Đây có những củ thì nó bị nứt luôn này. Nứt như thế này luôn này. Không biết là vì sao nó lại nứt như thế này. Cô ta kì á. Chú hao cái lửa này bên trong nó không đều ấy. Có chỗ thì to, chỗ thì nhỏ ấy mọi người. Đấy. Nhưng mà mình nghĩ là cái lửa trong sáu chỗ này này là sẽ lên đều. Sẽ đẹp hơn đấy. Ở đây thì lá nó nhỏ nhưng mà củ nó lại to này. E su folia também pode comer, tá vendo? Sim, depois passa a recolher. Recolher, já? Yeah? Sim. Recolher já fica lá dentro, senão depois vai que? Vai ele vai ficar gosto. Também né, acabar né, com aquele lá, né? Lá, né, nấu, cái kiểu là cái cả lá cải rổ á, mọi người. Mình nhớ không nhầm thì ngay trước ở phía bên chỗ kênh Mia thì nhà bạn Antonio cũng cắt cái lá này bán đấy mọi người. Các những cái lá to bán ấy. À, thì các tí bạn này cũng làm sạch sẽ đấy rồi mọi người ạ. Thì bây giờ là tới cái công đoạn mình sẽ ướp cá ấy. Gia vị ở đây thì nói chung là cũng chỉ có mắm muối đường bột ngọt với cả kiểu ấy mọi người. Nước mắm nước đô thôi chứ không phải được như ở nhà là đầy đủ đâu mọi người. Một chút muối đây, một chút tiêu, một chút đường. Mấy cá thì mình nghĩ là cả bạn ăn đủ đấy. Rồi bên này thì cả bạn ăn khá là mặn nên là mình cho nó nhiều nhiều muối một chút. Và một thứ gọi là không thể thiếu đấy là nước mắm. Bắt dưới này. Lava ra cô dưới này, lava ra su hào. Bài cột ta giả nhá. Mình sẽ ướp cái này tầm khoảng tầm độ 15-20 phút gì đấy. Trong thời gian đấy thì mình sẽ cắt cái rau củ ở kia. Dưới này là mình hôm trước có mua và làm sạch cái đấy. Bữa nay là cầm lên là sắt qua nữa là được thôi. Cái món này thì mình gọi là món cá ngừ kho dứa đi. Chứ chẳng biết là món gì.
Giờ mình sẽ sắp cái phần cá vào đây mọi người ạ. Mình sẽ bỏ một lớp dừa phía dưới ấy. Để cho nó thấm vào cá cho nó ngon. Mình sẽ sắp một cái lớp như thế này. Cái phần đầu thì mình sẽ bỏ riêng ra, thì nữa mình sẽ nấu với cả là lá chua me. Chúng là nấu ăn đi hơi xoang nên là mọi người nhìn mà có thấy mà không đúng hay là như thế nào thì cũng góp ý cho mình với nhá. Quiero aprender. Ve. Y subo a meter así, después cocinar. El fenómeno de ese plato. Eso. Arroz con peixe cozinhado. Ah, nome do vietnamita? Como é que chama? Isso é cá ngừ kho. Cá ngừ. Cá ngừ kho dứa. Cá ngừ. Cá ngừ. Cá ngừ. Cá ngừ kho dứa. À, cá ngừ. Kho. Kho. Dứa. Dứa. Ừ. À. Cá ngừ kho dứa. Cá ngừ kho dứa. Vậy là cũng xong cái phần ướp cá đó mọi người ạ. Này, bây giờ là mình sẽ đưa đi nấu đó mọi người. Nhưng mà cái này thì có lẽ là mình sẽ nấu nhiều nước một chút đấy, tại vì các bạn ở bên này rất là thích ăn kiểu như nước đó mọi người. Đấy. Thì cái này thì mình khó mà kiểu như sấp sấp thì có lẽ cũng ngon. Yeah. Đầu tiên là leva metila no cozu ya. Controla señor. Công đoạn tiếp theo là mình sẽ làm cái món này để xào. Yeah, này. Bên ajuda yo. Mình quên mất là không cầm theo cái bao sợi á mọi người. Bao sợi thì nó sẽ mỏng và nó sẽ nhanh hơn đấy. Còn mình sắt như thế này nó lâu. Mà cái sợi nó to á. Hiện tại thì mình cũng nấu xong xuôi đấy rồi mọi người này. Đấy là cái món cá ngừ kho dứa này. Đấy. Thì bên này thì là món su hào với cả cà rốt xào này. Còn bên này là món canh lá chua me này. Đấy. Còn phía bên này thì cơm mình cũng nấu xong đây này. Đấy. Ngày hôm nay là nấu một nồi cơm đầy như thế này luôn. Hy vọng là cả bàn ăn đủ ăn. Cơm này thì có trộn với cả cà chua nên là cái màu của nó là thành cái màu... ngả sang cái màu hơi hồng hồng á mọi người. Đấy. Rồi bây giờ là sẽ tiến hành mình sẽ lấy ra đĩa luôn đấy. Rồi mình sẽ bới từng này thôi, bới từng này kiểu để con bỏ đồ ăn đấy. Chứ mình bới nhiều quá đây thì không có chỗ để bỏ đồ ăn đó mọi người. Thì lúc nào mà thiếu thì các bạn lại lấy thêm. Các bạn ăn thêm thì các bạn lại lấy ấy. À mệt thế là. Ở bên này thì cái gạo nó không được ngon như kiểu gạo của mình, gạo Thái nha mình nhé. Gạo bên này nó rơi lắm. Nó rơi, nó khô lắm. Đây này, mà cái hạt gạo thì nhìn cảm giác nó giống như kiểu là nó nhỏ á mọi người. Đây. Nhìn kiểu nó khô, nó rơi lắm. Nên là ở bên này các bạn ấy nấu là thường là hay bỏ dầu vào ấy. Để cho nó dẻo ấy. Chứ không phải là được những cái gạo cảm thơm ấy là gạo gì ở nhà mình. Nói chung mình đi lâu lắm rồi không... trong không rõ là cái loài lúa gì, loài gạo gì ấy. Nhưng ở bên này thì đa số người Việt Nam mình ăn cái loài gạo thạp chua ấy mọi người, thạp chua của Thái ấy, với cả là cái gì nhỉ, gạo ST 25 á mọi người. Đấy. Dạ, ta bong, à qua tí ra đi xuống. Đây, mình lấy một lượt thôi mà đang còn hơn một nửa nồi cơm đây mọi người. Đấy. Hôm nay cả bàn ăn thoải mái luôn đấy. Tại vì đợt này mình nấu tới tận 7 kg lần mà. 7 kg gạo ấy, mà có 11 người thôi. Ngày hôm nay thì nhà mình cũng sẽ ăn chung với các bạn ấy. Thì đây này.
Cati, trae Paisy, ¿ya? Đa số cô rồi, đa số tàu. Đây, đấy là cá ngư này, mình khó thì nhìn nó cũng chưa được đẹp lắm á mọi người. Mũi tươi thơm. Thế? Hả? Mũi tu thơm. Mũi tu thơm. Rất là thơm. Rất là thơm. Rất là thơm này sẽ ra bên. Đã vậy? Ừ. Mũi tu thơm này kìa. Hả? Xong rồi mọi người ạ, bữa cơm ngày hôm nay thì có cá ngư nấu với cá dứa này. Ngoài ra thì còn một số cái nguyên liệu ở trong nông trại của mình ấy, chẳng hạn như là su hào, cà rốt này, rồi thì cà chua này, rồi một số cái rau thơm nữa ấy. Đấy, hôm nay thì mình chiêu đãi các bạn như thế này thôi. À, bên này còn có canh này chứ, đây là cái canh lá chua mé mọi người. Mình nấu với đậu cá thôi chứ không có cái gì nó sáng trọng đâu. Đá vòng lên vào, lên vào. Đã colega của mẹ. Đấy, em Lý ngủ ấy, chưa ăn được ăn lâu quá ngủ mất đấy. Chúng ta có mẹ của mì đã. Ừ. Hôm nay mình nấu xong cái món này cũng khá là muộn mọi người ạ. Bây giờ cũng 1 giờ kém mất đấy. Nhưng mà cả bạn này vào muộn thì sẽ ra làm muộn đấy. Tira kulia a tira se akletize la tambe eh dvd mozu come nessa prato facama kangu kangu kho dứa kangu kangu e paisi isu paisi ke no me ke Malundo não é, não é malundo. Kimbumbu. Kimbumbu. É, kimbumbu. Kimbumbu. Sim. Bên này gọi là kimbumbu mọi người ạ. É, isso cada uma tigela. Isso sabe que? Aquele dia fala aquele planta capim. Aquele eu arranca, tá vendo? Arranca eu cozinha para você experimentar, já? É. Đấy. Aquele dia fala. Não, não é couve, aquele que tá arrancado. Aquele azedo. É. É, igual aqui, né? É. Esse que já levado bem o Guilherme. Sim. Guilherme. Aquele não fez. É hoje eu fazer aí. Prova mental, já? É. Isso é nosso produto. E se prepara como? Qual? Isso? Isso é só coisa. Isso cozinha com... Eu cozinha agora, cozinha com cabeça do peixe. Nessa peixe. Assim você, tipo, ferver peixe, né? Tipo, refogar peixe. Tá vendo? Depois... Mete água, ferver, depois mete só isso. Ainda não provei, mas já tá cuia. Gostou, assim. Se cuia, gostou. Tá bom, tá bom. Prova aumentar, já. Já tá muito fome, né? Yeah. Để cho cả bạn ăn thử xem coi như thế nào. Aqui dentro tem cebola, tem tomate, tem folha, nessa folha, chua mé. Lá chumé, chama chumé, yeah. Mais alguma verdura para ficar será, tá vendo? Ah, sim. Tipo cebola, tipo aquele nosso planta aí.
Yeah. Muito bom. Esse é o tipo de legumes. Hã? Que tipo de legumes? Aquele chama que ananás. Ananás. Yeah, você que você angolano não sabe. Não sei, eu passei de um paladar estranho. Ah, é? Bom? Tá bom. Tá bom ou não tá bom? Tá bom. Tá bom. Yeah. Hoje arroz, arroz é fazer cozinha. Muito bom, chefe. Tá bom? Sim, muito bom. Isso tudo é comida e cozinha, só arroz, fazer cozinha. Ah, tá bom, tá bom. Tá vendo isso? Nosso lá sempre tem isso, chama cãe. Isso quando come, né? Tipo com arroz, ele tá muito seco, né? Supá também isso, tá vendo? Ele é tipo mistura para ele ficar delicioso, tá vendo? Tá bom. Muito bom, chefe. Cuia, cuia. Cuia, cuia. Ei, basei. Basei, sempre sentar com Iana, sem falar, não gostar. Hả? Hả? Đấy, vẫn lừa lừa làm sao vẫn lừa lừa ra được cái chỗ để mà ngồi cạnh ấy. Tá bom không tá bom? Tá bom. Quý á? Coi. Ừ. Yana thì sempre provavelmente aí sua la casa, né? Você, quando la casa, Mimi cozinha, com hoje eu cozinha aqui, quem mais bom? É? Bom, nunca provei a comida do chefe, mas a comida do chefe também tá boa. Ah, é? Sim. Eu mais cuia. Os dois cozinham bem. Ah, é? Sim. Tá bom. Yeah. Arroz ainda tem lá, já? Yeah? Arroz ainda tem lá. Depois acabar aqui, vamos servir mais. Arroz, verdura ainda tem, já? Yeah? Yeah. Se quem gostar, aquele cãe. Chama cãe aquele mole. Yeah. Depois também tem lá. Yeah? Yeah. Mình đang nấu con dưa ở trong đấy rất là nhiều. Nào thì là cơm này, rồi thì cá, rồi thì rau, rồi thì canh. Nói chung là dưa để cho các bạn ăn thêm lần thứ hai ấy, là vẫn là ok luôn đấy. Ừ. Đấy thì nó phải cất cho ly này chứ, đi ngủ ngon thế. Ly đồ được mấy bên. Ừ. Bé ngủ rồi, không có ăn được đâu mọi người. Đấy. Nhìn mặt ngủ dễ thương không? Mồm này. Ngủ đa comida para ly tam bể á. Đang ly ra thì mình cũng sẽ chờ là mình mua được lợn này. Mình sẽ làm một cái bữa gọi là lợn quay hay là gì đấy cho các bạn ấy. Nhưng mà lợn thì mình kiếm không ra ấy. Vừa rồi đấy thì mình có đi xả nhưng mà mình không mua được lợn nữa mọi người. Đấy. Nghe Karika có bảo là ở trong cái làng gần gần đấy thì có bán lợn con ấy. Thì vài bữa nữa khi nào mà Mimi khỏe em thì mình sẽ đi vào để mình mua lợn về mình làm món lươn quay cho các bạn thưởng thức theo cái phong cách của Việt Nam ấy, ẩm thực Việt Nam ấy. Isu paisi bong nè. Bong thì bong. Ta cuya. Eu quando eu cozinhar eu senti a fanta zindungu. Isu tem que meter muito zindungu e cuya muito. Mas você também está com o chefe. Você não conseguiu cozinhar, comer zindungu? Zindungu também bom. Bom, né? Sim. Aí. Chefe Alex, você está ganhando boa, chefe. Hã? Chefe Alex, você ganha boa, chefe. Eu cozinho mais bom, né? Sim. Aí. Tá bom. Já ganha boa. Primeira vez já ganha haste, dessa vez ganha haste de novo. Aí. Eu cozinho só cozinha peixe, né? Outro dia eu vou cozinhar alguma coisa, alguma outro, não é peixe mais. Pode ser carne, né? Ou galinha. Pra... Peixe tá bom pra mim. Peixe? Yeah. Peixe tá bom também. Já vê todo dia, não dá pra falar mais. Só querem comer. O chefe ali cozinhar, pelo que o chefe ali cozinhar, eu gostar muito. Ah, é? Bạn cái bạn nói khéo đấy. Chú Hào thì ngày xưa thì chắc là chỉ có Karika với cả là bà giới là ăn rồi. Còn có lẽ là tất cả các bạn đấy chưa ăn. À, kính ra có mẹ chú Hào? Dạ có mẹ xin, có linh gà chưa? Có linh gà ra có mẹ, ừ. À dê đu? Dạ. Mùi tu? Nhiều tốt. Nhiều, nhiều ghê? Nhiều. Nhiều chúa? Nhiều chúa, nhiều lắm chúa. Chúa nhiều lắm? Dạ. Chúa? Chúa.
Isso lá também, isso também come bom para fígado, bom para tipo corpo quente, né? Exato. Corpo quente, bebê come isso é bom para corpo. Tipo você febre, né? Febre, dor de cabeça, assim, beber isso tá bom. Comer isso tá bom. Tem muito verdura aqui no coso, na mata. Come. Come, mas aqui não come. Não saber fazer. Senão, para comer, todo mundo come. Yeah. É. Đấy. Ở trong này thì mình đang còn giữ rất là nhiều đồ này mọi người. Nào thì là đồ sao này, rồi thì cá này, rồi thì cánh này. Đấy, cá đang còn giữ này. Đấy, cá này thì tí nữa sẽ chia cho các bạn luôn. Đấy, đồ sao thì đang còn ở đây này. Để mình bật cái đèn lên một chút ở trong cái bếp của nhà mình cái kiểu nó thiếu sáng á mọi người. Đây này, cá này. Con cá ở đây này, rồi thì đồ sao này. Rồi cơm thì còn rất là nhiều này. Đấy. Ngoài ra vẫn còn canh ở đây. Canh này thì kiểu như là nấu cái lá này nó luộc đó mọi người. Nấu vào nhìn nó rất là loãng luôn. Outro dia tem tempo, tava cozinhar mais coisa. Eu quero dia vai com careca e procurar aquele porco pequeno, tá vendo? Para grelhar. Mas grelhar tipo nosso, tem que misturar. Tudo completo. Pode cortar meio, pode completo. Completo também bom. Cortar também bom. Cortar tipo assim, dividir metade assim, tá vendo? Okay. Depois tempero assim, grelha. Tempero já, deixar tudo coisa, tudo já entrar dentro do carne. Tipo sal, zindungo, coso, assim. Tá vendo? Mete. Uma única coisa chama só tempero. 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 Tempo depois, grelha, assim tá bom. Eu vejo aqui, nosso aqui, tipo, só grelha mesmo, grelha, né? Não fazer tempero, né? Não, tem que ir sempre tempero. Sal, grelha, depois. Só sal? Sal e alho, né? Depende. Cuia. Você cuidar de eu também fica bom, alegre. É verdade. Eu agora vou almoçar. Eu quero terminar o vídeo, tá vendo? Bây giờ thì có lẽ là mình cũng sẽ tạm dừng cái video ở đây nha mọi người, để mình con lấy đồ ăn ra ăn đấy, ăn uống với các bạn cho vui ấy. Đôi khi thì mình cũng muốn ngồi lại một chút với các bạn ấy, vừa ăn uống vừa trò chuyện ấy, để cho các bạn ấy không có phân biệt kiểu là chủ tớ mọi người, để cho nó thoải mái mọi người. Đấy, nên là mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nhé. Xin chào.